Rồi, sắp với cô Phạm Duy chào tất cả các thủ nha. Quay trở lại với ngày hôm nay, và ngày chủ nhật kia này, mùng 7 tháng 1. Tôi giao lên cho mình một số hàng mới cực đẹp như này. Thì giới thiệu sơ lược trước nha, những dòng mini thì có là cần rút này, cần lua. Đây, dòng mini nha, từ 2m1, 2m4. ISO thì có những dòng như là khoen nhỏ và khoen lớn, từ 5m3, 5m4 này, NFT này, Gamma Caster khoen Titan nha. 6m1, đây có cần 5 đai qua. Cần súp, cần lục thì những dòng như Shimano, dòng Slider này, EV425DX. Con này thì có một con súp bóng tôm, một con súp bạc nha, khoen trắng đồng súng. Đây có một con cần spin, đây có một con Twin Power nha, mới tinh luôn. Con này còn nguyên bao 405 CST. Cần tay thì những dòng như là câu suối này, đây siêu nhỏ nhẹ nha, lóng ngắn. Một con cho mình săn hàng đai qua. Hechi thì có dòng như là đai qua này, hai da này, hai ngọn này, Shimano này, còn mới cứng nha em. Lô thì có máy ngang, máy đứng, những dòng Shimano đai qua, Abu Garcia nha em, và một số 2-3 khúc cho mình cùng ngâm lan xe. Hàng mới về cực đẹp nha. Thì bên em sẽ ship có toàn quốc, anh em nhận hàng đồng kiểm, những cái đơn hàng là giá trị cao nha em, trên 2 triệu mà anh em mới mua hàng và lừa bên em á, thì vui đồng cọc trước nha. Hàng đến mình kiểm tra đàng hoàng hết, ở trong hàng lỗi, hàng dập ống hay gì đó, bên em sẽ hoàn tiền cọc 100%, là mã uy tín nha em. Ship có toàn quốc 30 ngày một đơn. Anh em mua từ 2 sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản trước, em sẽ hỗ trợ ship. Mã số 1, một con cần mini. Đây mini trước nha em. Con cần mini là 2m4 cứng 10 nha. Đây con này thì hàng nội địa Nhật, cần carbon nha, khoen pad Fuji này. Đây con này để cho mình giá tốt rồi, 500.000. Con này thì cứng 10 thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào ML, ngọn là 1.3 ly. Ngọn sẽ có một khoen chạy này. Đây carbon nha em. Sóng vân. Con này nhỏ nhẹ nha, thế là mình bỏ cốp xe, ba lô, đi du lịch đều được nha. Rất là gọn nhẹ luôn. Cân nặng được là 140g, mã số 1, 500.000, thu gọn 51cm nha. Mã số 2, một con cần con này là cần rút, cũng dạng công ngâm cô đơn. Con này thì cứng hơn con số 1, bằng nhau nha. Con này là của hãng Olympic nha. Đây, Mavisa. Dài là 2m4, cứng 30 nha em. 30 cái dòng C-Fighter. 30 thì nó sẽ cứng hơn. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Cần còn mới cứng. Phụ kiện thì sẽ có nắp chụp này, kèm cho mình. Quen pad Fuji, lợi xe đá xám, cứng tầm khoảng M hơn đối với cần lua. Ngọn là 1.8 ly thì nó sẽ có cho mình là hai khuyên chạy nha. Đây trên được sơn màu trắng dưới màu bạc này. Đây cần rất là đẹp nha. Đó, lóng rất đẹp này. Chỗ kia khoen cái chỗ đó chống nổ này lâu ngày thì nó bị hoen một xíu nha em. Còn lại thì ok hết. Rồi con này thì pad vặn Fuji chữ vàng nha, hàng Korea xuất Nhật. Đẹp đo cái thông số này nó thu gọn bao nhiêu luôn. Con này cũng dạng mini nha, cái dòng mini á thì dưới 1m thì em sẽ đo cho mình để mình tham khảo cụ thể hơn. Thu gọn tầm khoảng 75cm. Trọng lượng con này là 190g, mã số 2, giá 650 nha. Đây 650.000. Mã số 3, một con cần ISO cực kỳ đẹp nha. Con này thì của dòng này FT, mới tinh luôn. Dòng He Power Love nha em. Bên em thì đa số là hàng mua cửa hàng xăng hết, anh em cứ yên tâm nha. 4.5 độ cứng 1, thích hợp mình câu cảm giác. Indo xuất Nhật này, có mã code nha. Và tem vàng đầy đủ ở đây. Thì con dòng He Power Love này là phôi 2 da màu xanh. Phụ kiện con này thì vẫn có nắp chụp zin kèm cho mình này. Đây. Quay ra nha anh em, cực kỳ đẹp. Con này hạ tay 3H nha. Cái dòng Hyperlop này thì ngọn rất là nhỏ. Ngọn trên này là ngọn đặc, ngọn tháp 0.8 ly thì nó sẽ có cho mình là có 3 khuyên chạy nha. Cho này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai này là carbon xoắn vân này. Còn những lóng còn lại cần nha. Hai da. Mới tinh nha anh em. Con này hạ tay 3H nha. Đây, mới cứng luôn. Cực kỳ đẹp. Con này cân nặng của cần là 120g, mã số 3, giá là 1 triệu nha anh em. Đây 1 triệu cho mình ạ. Mới chất nha. Tiếp theo mã số 4. Số 4 một con cần ISO khoen nhỏ của Gamma. Đây Gamma các sư khoen Titan nha anh em. Tình trạng con này thì sau cái khúc này có xước sơ một xíu thôi. Còn lại ok này, còn lại thông số này. Dài là 5m3 độ cứng 1 nha. Gamma các sư dòng dây đun. Gamma thì anh em biết rồi, điều hàng nội địa Nhật hết. Thì phụ kiện thì nó vẫn có cái đắp chụp zin kèm này. Và cái dàn khoen cái là khoen Titan nha. Đây khoen Titan nha anh em. Đây nhìn kỹ nha. Khoen cái là khoen titanium này. Đó. Cái này thì anh em cứ tham khảo kỹ thì em sẽ chụp hình em gửi qua Zalo mình xem kỹ hơn. Cái cam qua cam là hơi mờ nha. Thì con Gamma này á thì nó cứng tầm khoảng độ cứng 2, tầm khoảng 4H đối với cần bình thường nha. Ngọn rất là nhỏ 0.8 ly, có định vị này. Đây có định vị khoen hết này. Ngọn thì nó sẽ có cho mình là có 4 cái định vị nha, 4 khoen chạy cho mình. Định vị khoen, định vị lóng hết cho anh em. Đây, định vị lóng, định vị khoen xong green light. Đó. Những dòng Gamma thì anh em biết rồi, đều nội địa Nhật và không có hai da. Nó chỉ là cái tiền thân của nó là carbon hay xoắn vân như thế này thôi. Đây. Còn thì cực kỳ ngon nha anh em. Thế là mình mua sưu tầm. Nó có phủ nó bóng 2K lên đó thì lâu ngày nó bị tróc nha. Cái này tróc nó bóng 2K này, không ảnh hưởng nha anh em. Đó. Cực kỳ đẹp nha.
fan các bạn là fan titanium. Gamakatsu 5m3 độ cứng 1 nội địa Nhật. Cân nặng con này thì pad con là pad titan luôn nha. Đây pad titanium luôn. Cân nặng của cần chỉ có là 180g. Mã số 4, giá 2 triệu nha. Đây 2 triệu cho mình ạ. Thì anh em hỏi Gama mà titan rất là nhiều nha. Trong hàng mới về một cái thì giờ em cũng quên khách đặt rồi. Thì anh em nào cứ nhận xem trước thì mình lấy trước thôi. Tiếp theo mã số 5, một con cần ISO khoan nhỏ của Ryobi. Con này cực đẹp luôn, có dòng Fazerway 6m3 cứng 1, hàng nội địa nha. Cái con này cái phôi của nó là phôi 2 da nha em. Con này phôi của mình là phôi 2 da của Ryobi này. Đây cái Ryobi cái phôi này cực kỳ ngon nha. Đây Ryobi 2 da 6m3 này thì hạ tay tầm khoảng 3 hát thôi. Ngọn nhỏ 0.8 ly. Sẽ có cho mình là 1, 2, 3 khuyên chạy nha. Thì những cái dòng Fazerway này á, thì ngọn 1 và ngọn 2 của nó là nước sơn màu đỏ nha em. Còn có một cái lóng dưới này này là 2 da này. Con này mới tinh luôn. Đây, mới cứng cho này. Nó rơi cho mình tầm khoảng trên 95% nha. Hầu như không xây sức gì luôn. Hiện tại mấy cái đồ ở đây á, thì hàng nó về sau này thì đa số mình sang cửa hàng thì mới hầu như là 95-99%. Chỉ xem qua luôn á. Đây, cái nhìn cái pad nha. Đây, còn đẹp và sáng thế này. Fuji F7 6m3 độ cứng 1, cân nặng con này thì được là 350g. Mã số 6, 1.2 triệu nha. Đây, 1.200.000. Mấy con này phải xả cần tay nha. Xả cần tay cực kỳ ngon cho mình ạ. Rồi tiếp theo thì anh em muốn đánh bạo lực này, là một con cần ISO khoen lớn này. Khoen lớn thì phôi dày cứng hơn. Cái con này thì cần mới cứng luôn. Con này của dòng Daiwai nè, dòng Liberty Club 5m3 độ cứng 5, phôi 2 da này, của Việt Nam xuất thị trường Nhật nha. Có mã code này và cái tem vàng đầy đủ này. Patapata Fuji Daiwa chính hãng theo cần nha. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp kèm luôn. Đây cái nắp chụp của cần nha. Trong mấy con này thì nó sẽ có sẵn từ bên Nhật về á, thì em sẽ để sẵn trên cần cho mình hết. Đây, nguyên bản hết nha. Con này thì mới kinh này. Đây mới tin như này. Khoen Fuji xích lõi sẽ xích cho mình. Thì con này ngọn cần thì đo được là ngọn độ cứng 5, ngọn 1.8 ly. Đây khoen xích nha, ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khoen chạy. Con này xả cần tay thì tính theo cần câu đài cho mình á. Nó ra cho mình tầm khoảng từ 7 đến 8 hát nha này. Đây, mới nha. Rất là đẹp. Tình trạng của nó thì nó rút vào cái lóng số 3 này có xước dâm này. Đây cái lóng sắt cốc thì còn đẹp nha. Để nó xước bên này một xíu thôi. Còn lại thì ok hết. Đây, khoen cái mình là khoen xích nha. Đây qua khoen lớn 5m3 độ cứng 5. Cân nặng là 410g, mã số 7, giá 1.4 triệu nha em. Đây 1.400.000. Rất đẹp nha. Mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần lục số 7 nha em. Số 7 thì có một con cần lục cho mình. Con cần lục nó có dòng Shimano. Cái dòng là dòng Shimano dòng Sleader EV nha em. 4m25 độ cứng là DST. Hàng China xuất thị trường Nhật này, có mã code nha. Và tem vàng đầy đủ. Tổng thể thì con này còn mới nha em, nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng trên 90% này. Pad là pad gập này, Fuji NS7 nha. Dàn khoen cái mình là dàn khoen full ship. Phụ kiện thì vẫn có cho mình nắp chụp nè kèm cho mình. Đây, tổng thể thế này. Còn mới cứng nha. Thì DS cứng tầm khoảng 27, đánh lộc từ 25 3m độ lại là vừa, ngọn 2.5 ly. Khoen xích có định vị cho em. Đây, cái con này dòng có định vị hết nha. Đây, cực kỳ mới, màu xanh. Đẹp này. Đó. Cái dòng này đang có tham khảo nha, các shop nó bán từ 3.8 triệu đến 4 triệu cho mình. Để sẽ để mình giá tốt thôi, còn để cho mình giá 3 triệu như này. Đây cái dòng này á, giá 3 triệu cho mình này. Cái dòng này C không, nó gần 5 triệu rồi. Đó. Cực mới nha. 425 DST. Cân nặng là 380g, ngọn 2.5 ly, mã số 7, giá là 3 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần lục. Con này thì cần lục có dòng Shimano luôn nha em. Con này thì có dòng là Superder mắm tôm nha. Slider 405 DST, con này thì ngắn hơn, cứng bằng con hồi nãy thôi. Pad Fuji Stylus LS7. Dàn khoen full xích nha, thì con này nó bị lai khoen thì em sẽ để cho mình giá rất là tốt này. Đây, nó sẽ lai cho mình là ba cái khoen trên này, cái khoen cái đầu bu và hai khoen chạy trên này á là khoen Fuji xứ xám. Còn lại hai khoen mình là khoen xích nha. Thì ngọn là 2.5 ly, có định vị này, 1 này. Và hai khoen chạy đều có định vị nha. Đây phôi hay da. Sức bao đời bấm tôm như này. Đây cái dòng bấm tôm này tình trạng của nó thì nó sẽ có sức dâm. Sức dâm sơ theo cần thế này. Đó. Nó sẽ bị chấm nổ nha, còn để cho mình giá rẻ thôi. Còn bình thường mà nó không sướng á thì giá tầm khoảng 3 triệu như này. Còn để cho mình là giá 2 triệu nha. Đây, cân nặng của nó là 370g, mã số 8, giá là 2 triệu nha. Tình trạng sẽ có sức dâm thế này. Cái dòng sức là đồ mắm tôm nha, có like cái đầu bu và hai khoen chạy. Và tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lộc, con này của Si luôn, mã số 9 nha em. Đây Shimano này. Con này có dòng Slider 405 DST, hàng Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code nha và cái tem vàng đầy đủ đây. Đây, phát của mình là phát gập nha, Fuji Stylus. Dàn khoen của mình là khoen xích khoen trắng nha em. Đây, khoen trắng nha. Đây khoen trắng ngọc trai. Cái dòng thì anh em chuộng rất cực kỳ rồi.
Con này ngọn cũng cần tôi đo cho mình xác cho này được á, là ngọn 2.5 ly, độ cứng đây. Có định vị nha, 1 này, 2 định vị này, khuyên trắng nha. Tình trạng thì có xước sơn như thế này. Lắm ngọn nha, nó xước sơn này. Trong là xước sơn nha em, không ảnh hưởng đến phôi cho mình. Đó. Là xước sơn nha, có hai lóng xước sơn. Cái lóng sắt cốc này cũng có xước cho mình luôn. Đó. Như này. Cần thì ok nha. Thì mấy con này anh em cứ tham khảo kỹ hoặc inbox qua Zalo thì em chụp hình kỹ, em gửi mình tham khảo kỹ hơn. Rồi cần số leader khoen ngọc trắng ngọc trai 405 DST, cân nặng là 360g, mã số 9. Giá con này để cho mình giá tốt nè, 3,2 triệu. Rồi số 10 của con cần siêu phẩm, con này thì của Spin. Đây, Spin Power này. Spin Power 405 DST này, con này thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải zin theo cần và nó sẽ có hai cái đắp chụp nha. À, cái đối trọng như này. Đây, cái này là cái đối trọng thì mình gắn vào trong cần rồi, còn không có đối trọng thì nằm ở đây nha. Anh em mình thích là câu mình gắn đối trọng hay không đối trọng này. Đây còn nguyên bản hết. Cái con này thì nó sẽ lắp cho mình một cái miếng nhựa ở đây để mình chắc cần thủ trước nó cầm hay là gác tay gì đó nha. Nó khỏi bị xước này. Đó từ bên Nhật sẵn về đây. 405 DST Spin Power, cái dòng này thì nội địa Nhật anh em biết rồi. Thì pad của mình là pad titanium nha, Fuji titanium, dạng khoen là khoen trắng ngọc trai. Đó, cực đẹp nha. Phụ kiện có đắp chụp kèm thế này. Cái dạng khoen của mình là khoen trắng ngọc trai, thì ngọn con này đo cho mình sát ở trên này á là ngọn tầm khoảng 2.6 ly. Đây, đầu bu xích này, khoen này có hai khoen chạy này, có định vị nha. Con này thì mới lóng vào trong thì còn đẹp nha. Đó, đẹp nha anh em. Cái khoen đề ba con này cũng đâu khoen chạy luôn. Đây, cực đẹp nha, cái lóng sắt cốc này. Đó, Spin Power nha, 405 DST. Thì nhà lúc trước em có EX DS, DS thì mới có nha, còn con B với con C thì em đã bán rồi. E thì anh hiện tại chỉ còn một con thôi, ba con đã bán hết hai con nha, còn một con. Thì con này thì nó sẽ bị bể khoen ở đây nha anh, bị một miếng sứa ở đây nha, anh lưu ý nha, bể một miếng sứa cái dạng chỗ sát cốc này, sát cái khoen đề ba mình á, bể sứa sát trong. Rồi Spin Power 405 DST, cân nặng của cần là 420g, mã số 10, 5 triệu nha anh. Đây, mình giá 5 triệu nha. DST ạ. Con này C, cái dòng này C không đã bán từ 7 triệu rưỡi nha, 5 triệu cực tốt luôn. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cường lộc của dòng Semro, dòng The Queen Power 3 khúc. Con này còn mới tinh, con này hầu như sử dụng qua cho mình luôn. Đây nó có cho mình lại 3 cái ngăn nha. Cái dòng này sẽ có 3 ngăn này. Thì ngăn lớn á, thì mình sẽ đựng cái gốc. Đó, cái gốc nha nè. Rồi còn hai ngăn còn lại thì mình sẽ đựng là hai cái ngọn này, là cái ngọn và cái thân giữa nè. Còn thì mới tinh. Con này hầu như sử xài qua luôn nha nè. Săn được con này cực kỳ hiếm nha. Đó, 3 khúc nha, Semro Twin Power. Thì trước có một con thì hơi xây xước thì em đã bán rồi. Thì con này mới về như này, 405 CST. Con này thì mới tinh luôn, khỏi phải bàn luôn. Đó. Con này hầu chưa xài qua, để em cho mình xem cái pad nha. Pad này có sức một xíu này. Còn lại thì hầu như là còn mới cứng luôn nha. Khoen khít này. Con này cái inbox Zalo thì em chụp hình em gửi cho anh em mình tham khảo kỹ hơn nha. Đó, Swin Power. Con này còn update đồ nguyên bản thế này. Đó. Update con này vặn được không ta? Đấy, cái đấy con này không vặn được nha em, chứ có một con về nó cũng không có vặn được. Rồi con này thì không vặn được nha, Simono The Wind Power 405 CST, đánh lộc 450m đổ lại là vừa đây, khoen xích nha. Đây có định vị không, định vị lóng hết này. Con này thì để em đo thực tế này. Con này thì em đưa cân nặng này, cân nặng thực tế của cần là 450g. Đây con này là 450g. Ngọn cần thì đo cho mình được sát trên này nha anh em. Ngọn sát trên này được là ngọn 3 ly á. Ngọn 3 ly cho mình. Con này thì mã số bao nhiêu ta? Con này mã số là 11 nha anh em. Con cần này mã số 11. Giá để cho mình là giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Đây, 5 triệu 500 ngàn. Mới tin. Cái con này anh về anh em mình mua về mình trưng hay mình làm gì mình để một thời gian bán trả hơi hụt lỗ ngày nào nha. 11 5 triệu rưỡi. Rồi mã số 12. 12 thì đây có một con cần tay câu suối này. Con này là cần tay câu suối của hãng Nissin nha. Nissin nội địa Nhật này. Con này độ dài cần là 4m5, đi kèm 9 lóng nha. TFC Nissin nội địa Nhật. 4m5 siêu nhẹ nha, thích hợp bên câu suối. Con này phụ kiện sẽ có cái lắp chụp này, để lắp chụp kèm thế này. Thì ngọn rất là nhỏ, ngọn con này thì đo cho mình sát ở trên này á. Là ngọn 0.7 ly, độ cứng tầm khoảng 2.5h thôi. Đây, Nissin chuyên cho đem câu suối nha. Bộ cốp xe, ba lô đi du lịch này. Cái dòng câu suối rất là hiếm nha em. Cực kỳ hiếm nha. Xăng rất là ít luôn. Bao nhiêu cái hàng mới có được 2 cây về cho mình thôi. Đó, cực kỳ đẹp. Con này chuyên câu suối, câu cá rô, cá diếc cho mình. Cân nặng là 72g, 4m5, đi kèm 9 lóng. Mã số 11,
giá mã số 12, giá 800 nha anh em. 800.000 thu gọn 60 cm. Nissin nha. Mã số 13 thì một con cần tây lông ngắn siêu phẩm luôn. Con này của Suzumi, con này hàng Korea xuất Nhật nha. Hai carbon, tem vàng đầy đủ này. Dài là 4m5 luôn nha anh em. Đây 4m5, con này thì còn mới, nó sẽ là vân trúc nha. Vân trúc vân gỗ. Phụ kiện của cần thì nó vẫn có một cái đắp chụp gỗ kèm cho mình. Thì độ cứng của tầm khoảng 3H thôi. Nhỏ nhẹ nha, còn 70g. Cái đầu bu con này là 360 độ chống xoắn nha anh em. Đây, 360 độ chống xoắn này. Ngọn là tầm khoảng 0.7 ly. Đây, cần kia mới và sáng đẹp hết này. Mấy cái lóng trên này là carbon xoắn vân, còn mấy cái lóng dưới là carbon nha, giả vân trúc này. Đây vân trúc vân gỗ cho mình. Đây cực kỳ mới và đẹp nha. Đó. Mới tinh luôn. Đẹp cho anh em. Con này thì cực kỳ mắc nha anh em. Con này mua bởi nó gần 800 ngàn rồi. Thì tính là con này kia kiếm mấy chục ngàn cà phê thôi. Cân nặng của cần là 72g, mã số 13, giá là 1 triệu nha. Đây 1 triệu cho mình. Siêu đẹp nha. Để coi thu gọn bao nhiêu. Thu gọn con này là 60cm. Thì những cái con này thì anh em dặn rất là nhiều nha. Bây giờ thì em cũng không có nhớ được khách nào dặn hết. Tiếp theo thì đây có một con cần tây cho mình săn hàng. Con này thì mã số 14. Con này thì sẽ có một cái cần có đai qua nha em. Độ dài cần là 9m. Thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái bao vải này. Và một cái đắp chụp nha. Cái đắp chụp kèm theo cần. Độ dài cần là 9m. Con này thì cần ra thẳng nha em. Con này cần ra thẳng. Ngọn cần thì ngọn lớn này. Đo cho mình xác này là ngọn 1.4 ly. Đây, zin theo cần hết nha. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào 6H, phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Độ mới con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Đây, có sức dầm sơ xíu thôi. Còn đẹp hết này. Đó. Đẹp và sáng hết nha. Con này thì mình về mình săn hàng, đánh chấm, chép, cỏ là được này. Đó, chấm cỏ, chép là được nha. Đây, cắt lóng thế này. Cái lóng này thì nó có xước đây một xíu sơn thôi. Còn lại thì ok nha. Đây, lóng rất là đẹp, của đây qua 9m. Cái dòng này thì dòng Amapho Wicker này thì nội địa Nhật, mới của nó thì không dưới chục cho mình đâu. Cân nặng của cần là 330g, mã số 12-14 nha anh em. Mã 14, giá là 2 triệu nha. Đây 2 triệu cho mình ạ. 9m nha. Cứng tầm khoảng 6H. Sẽ có nắp chụp bao vải kèm. Rồi tiếp theo thì một số cần cho mình câu bè. Ở đây có một con cần hai khúc cho mình câu bè siêu phẩm của Daiwa. Đây, phôi hai da nha. Daiwa đỏ này. Quay cho mình. Của dòng Carbon Wicker, phôi hai da. Cái độ dài con này là 1m5 nè, nó sẽ kèm cho mình là hai ngọn đây. Con này thì câu bè, câu cá nâu, cá rìa, câu tôm. Con này anh em mình săn cực kỳ hiếm nha. Ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp đây. Thì hai ngọn con này rất là nhỏ luôn, một ngọn tầm hai ngọn tầm khoảng 1 ly bằng nhau thôi. Và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám hết. Đó. Đẹp mới tinh nha anh em, nội địa Nhật. 1m5 cho mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa, cảm giác thôi, cứng tầm khoảng độ cứng 10 nha. Gốc thì nó sẽ có một cái lỗ cho mình cho bảo hiểm này. Có đây thì cân nặng một gốc một ngọn á, là 90g, mã số 15, 1 triệu 2 nha anh em. Đây, 1.200.000. Mã số 16, một con cần câu bè Hechi luôn. Con này của Shimano 2 khúc. Con này có bao vải nha, có bao vải màu vàng thế này, là của nó này. Shimano Hechi 2 khúc, độ dài của cần là 2m1, cứng 15. 15 thì cũng dạng mềm cảm giác thôi. Korea xuất Nhật này, có mã code nha. Và tem vàng đầy đủ đây. Cái dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji 3 chân loại sứ đen, ngọn rất là nhỏ, tầm khoảng 1 ly. Cần còn mới tinh luôn. Cho mình câu bè, câu cá nâu, cá rìa này. Đây, câu bè nha, câu ngâm. Bát con này là bát gập nha, Fuji Stylus này, LS6. Đó. Hai khúc nha, Hechi. 2m1 cứng 15. Cân nặng của cần là 110g, mã số 16, 800.000. 800 nha, có bao vải kèm. Mã số 17 thì một con cần lưu ai khúc máy đứng, cái bao vải màu xanh này của nó nha anh em. Đây, tại vì hàng Nhật về thì cái nào có thì em sẽ để kèm cho mình luôn. Mã 17 một con cần lưu hai khúc máy đứng của Daiwa dòng Chi Fokker này. Daiwa anh em, hàng con này là hàng Korea xuất Nhật này, có tem vàng nha. Độ dài của cần là 6 feet, là 1m83, tầm khoảng 1m83. Độ cứng L nha, L thì nó dạng mềm cảm giác thôi. Thông số lưu là tầm khoảng 14g, tại cá mát 8 lời bao, tầm khoảng 4kg. Dạng khoen gold nha anh em. Đây khoen gold loại sứ đen này. Thì L ngọn cần là 2 ly. Đó, cần có rất là mới nha. Thế là mình lưu lóc, lưu chẽm, câu bè đều được này. Mấy con này có câu cá nâu, có gì á, dạ nhị cái đa thôi. L thì nó mềm. Cân nặng là 130g, mã số 17, giá 700 ngàn nha. Khoen Fuji Gold nha. Đây, khoen Fuji Gold của Daiwa. Mã số 18, một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này lưu cảm giác, xong rồi dòng Lumatic nha này, của Shimano. Con này thì còn mới cứng nha, nó sẽ thiếu mình câu vải thôi. Thì độ dài con này là 7 feet 6, là 2m28, ngọn UL. UL thì dọn như là mềm nhất cho mình rồi nha.
mềm cảm giác cho mình lưu suối, lưu mực. Con này thông số có độ dài cần là 7,6 2m28, ngõ UL tại cá mát là 6 lờ bao, tầm khoảng 3 kg. Con này thì có mã cốt và tem đầy đủ nha. Còn tải mồi á là từ 0.8 đến 12 g. Tay cầm con này thì bằng cán mút bát vạn Fuji này, Lumatic. Khoen là khoen Fuji nha này, full carbon này, xoắn vân nha. Đây còn mới cứng. UL thì dầu hầu như là mềm nhất cho mình rồi, ngõ rất là nhỏ, tầm khoảng vào 0.9 ly thôi. Chưa được 1 ly nha. Đó, mới tinh luôn. Thiếu một cái bao vải thôi. Đây mua cái hàng Nhật hết nha. Cân nặng chỉ có là 90 g, mã số 18, giá là 1 triệu nha em. Đây 1 triệu cho mình ạ. UL nha. Tiếp theo đây sẽ có một con cần lô 2 khúc, mã số 19. Con này thì máy ngang nha em, của dòng Abu nha. Đây, Abu Garcia máy ngang, bạo lực này. Cái con này là dòng của dòng Abu Bad Bad nha, con này 2022. Dài con này là 6,7. 6,7 là tầm khoảng vào 2m0. Con này thì 2m01 nha em, 2m01 là tầm khoảng 2m cho mình thôi. Đây, con này mới cứng nha. Đây, có tem đầy đủ cho mình này. Cái bảng này là bảng China xuất thị trường Nhật mà nó có cái, mà cái con này thì con bảng nội địa nha em. Con này có hai bảng nha, một bảng nó sẽ đánh này Made in China ở đây. Đây, Made in China ở đây và có mã code và tem vàng. Cái con này thì bảng nội địa cho mình. Cái con này thì giá thị trường tầm khoảng vào gần 3 triệu nha em. Đây, khuyên cái mình là khuyên xích đấy nha. Độ cứng là NMH, NMH thì dạng cứng rồi, tại bồi mát là 2OZ, ngọn 2.2 ly. Đây, mới cứng nha. Đây thông số này, ngọn là thông số là 2OZ tầm khoảng 56 g, tại cá mát là 30 lờ bao. Mát tầm khoảng con cá 15 kg là được này. Đây, bản nội địa nha em. Đây, Abu Garcia. Dài 2m, cứng MH, cân nặng là 130 g, mã số 19, 1 triệu 6. Đây, 1 triệu 600 ngàn nha. Đây, 1 triệu 6. Rồi, mã 20, một con cần lưu 2 khúc của Daiwa. Con này thì nó có bao vải zin kèm, con này mới tinh luôn. Đây, của Daiwa nha em. Con này thì mới cứng cho mình nha, con này máy ngang, con này thì mềm hơn. Con này thông số cần này, con này của dòng Daiwa, dòng Badix nha, 63, 6,3, độ cứng ML là 1m89 cho tầm khoảng vào 1m9 cho mình đi. Đây ML là medium line này. Con này thì hàng của mình là hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật anh em. Giá mới con này thì rơi cho mình tầm khoảng 1,8 triệu. Thì con để cho mình giá rất là tốt nha. Con này mới tinh luôn, chưa xài qua. Thông số tại mồi từ 5 đến 14 g, tại cá 6 đến 14 lờ bao. Phôi hai da này. Cái phôi hai da là xưa cái dòng Việt Nam này thì giống như cái con này cho mình này. Đây. Con này nha anh em. Cái phôi đó là phôi hai da thế này nha. Đó, đầy qua. Thật đẹp nha. Cái con này thì dàn khoen của mình là dàn khoen full xích hết. Đó, ngọn con này tôi đo cho mình được là ngọn 2 ly, ML thì dạng vừa. Đây dòng Bradin X nha anh em. Cần mới cứng luôn. Tay cầm con này thì bằng cán bần, có tem vàng và phôi Caro Haya này. Mới chưa xài qua. Có bao vải kèm, cân nặng là 110 g, mã số 20, để cho mình giá 1 triệu 3 nha, 1 triệu 300 ngàn. Xuất thị trường Nhật về nha anh em. Rồi 21, 23, 24 thì sẽ có cho mình là 4 con cần 2-3 khúc cho cùng ngâm lan xe. Con này cũng đai qua luôn này, 4 con đai qua nha. Đai qua mã số 21 là một con cần đai qua 3 khúc, dài là 3m3, cứng 30, của dòng Powermet phôi hai da, khoen Fuji xứ xám, hỗ trợ cái đầu bu xích chống xoắn. Cứng 30 thì dạng mềm thôi, ngọn 1.8 ly. Cái dòng này thì công ngâm đánh chép, ao sông hồ dịch vụ đánh cảm giác nha. Tay cầm cán bút bát vặn này, đai qua này. Cái còn dọc cái dòng này á, siêu nhẹ nha em, nó nhẹ bằng cần lua luôn á, gốc sẽ có cái dây buộc bảo hiểm. Cân nặng chỉ có là 230 g thôi, mã số 21, giá là 1 triệu nha. 1 triệu cho mình này. Mã 21. Mã 22, 22 thì cái bản này nó cứng hơn, nó phôi dày hơn của Daiwa luôn. Của dòng Horolock này, có tem nội địa đây, phôi hai da. Con là phôi hai da nha. Con này thì cũng là 3m3, cứng 50. Của dòng Powermet này thì phôi dày hơn. Nó sẽ hỗ trợ cái đầu bu xích chống xoắn và khoen còn lại là Fuji xứ xám luôn. Ngọn 2.7 ly. Đây phôi hai da nha. Cậu đánh chép camè được này. Nó sẽ dạng vừa, không cứng lắm nha. Không cứng, không mềm lắm. Tay cầm cán bút bát vặn đai qua này. Đây, đai qua cho mình nha, chính hãng theo cần thế này. Cái bát này thì mình cứ gắn vào mình vặn thôi. Đây. Gốc thì sẽ có dây buộc bảo hiểm. 3m3, cứng 50, cân nặng là 400 g, mã số là 22, 1 triệu 2. Mã số 23, con cần 2 khúc, con này thì dũng dạng câu cảm giác vừa thôi. Có thể anh em đi câu biển á, mình câu mấy con cá bò da 1-2 kg á, cực cảm giác nha. Đây qua dòng Horolock mới tinh luôn. Đây, phôi hai da có tem nội địa này. Dài là 2m4, cứng 30, tay quan xuất Nhật nha. Đây, có rất carbon tay quan xuất Nhật. Cái dòng này thì rất là chuộng nha, cái phôi hai da cực ngon rồi. Ngọn 2.2 ly, khoen Fuji xứ xám, mới trên 95%. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji. Cân nặng là 330 g, mã số 23, giá 1 triệu nha. Rồi cuối cùng 24, 24 thì một con cần 2 khúc, đai qua luôn. Con này của dòng Horolock nha. Con này thì giống như con bản này.
đó, bạn này bạn phôi dày, dài là 2m7 cứng 50, phôi hai da này, có cái bản này bản nội địa nha anh em, đây cần có rất là đẹp và sáng, cứng 50 thì dạng vừa, không mê cứng không mềm lắm, khoen Fuji xứ xám, hỗ trợ đầu bu xít chống xoắn, phôi hai da thì gốc tới ngọn, ngọn 2.2 ly, đó, mới tin nha anh em. Dầm được khỏi bàn rồi tay cầm cán bút, bắt bạn này, đây qua Horolock chính hãng cho mình luôn, gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm nha, cái chỗ này thì cái mũi thì lau sạch hết nha. Con này thì cân nặng được của cần á là 340g, mã số 24, 1.2 triệu, đây 1.200.000. Rồi tổng thể thì đây sẽ có là 24 mẫu cần và siêu phẩm nha anh em. Bên em thì vẫn còn rất là nhiều hàng cập nhật liên tục. Anh em có xem được video thì cho em được đăng ký bật thông báo, nhận giúp thêm lên đó mình nhận thông báo sớm. Mình vào mình tham khảo nha, tất cả các mẫu hàng. Mình có vào tham khảo cho thị trường cũng được và ủng hộ bên em. Một nút like, một đăng ký nha. Để không bỏ lỡ thêm video bên em. Rồi cảm ơn tất cả anh em xem video của em. Chúc anh em một ngày tốt lành, cuối tuần vui vẻ nha. Đi cầu nhiều cá sức khỏe và gia đình. Gặp video lần sau ạ.